Bernardo Silva gửi thông điệp tới fan Manchester United. Tiền vệ của Man City Bernardo Silva gửi thông điệp tới fan Manchester United đang tức giận vì pha vào bóng với Alejandro Garnacho. Bernardo Silva của Man City đã tiết lộ lý do anh va chạm với Alejandro Garnacho của Manchester United chỉ vài phút trước khi anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở trận tranh siêu cúp Anh, Community Shield trên sân Wembley. Bernardo Silva đã phải chịu sự chỉ trích từ người hâm mộ Manchester United sau khi va chạm với Alejandro Garnacho trước khi ghi bàn trong trận tranh Community Shield. Garnacho là người ghi bàn mở tỷ số cho Manchester United ở phút 82. Bernardo Silva vào sân từ ghế dự bị lập công gỡ hòa 1-1 cho Man City ở phút 89 đẩy hai đội đến loạt sút luân lưu. Nhưng chỉ vài phút trước đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với tiền đạo người Argentina. Bernardo Silva không hề xin lỗi về pha phạm lỗi đó, anh vui vẻ chấp nhận thẻ vàng khi nhấn mạnh rằng anh muốn thể hiện tinh thần chiến đấu vào thời điểm Man City đang trên bờ vực thất bại trước Manchester United. Bernardo Silva gửi thông điệp tới fan Manchester United khi chia sẻ: "Tôi biết mình sẽ nhận thẻ vàng, nhưng tôi hài lòng với thẻ vàng của mình. Vào thời điểm đó, chúng tôi đang thua. Chúng tôi cần phải bắt đầu lại trận đấu và Manchester United lại trì hoãn trận đấu, tôi không thích điều đó." Ở pha phạm lỗi đó, Garnacho đã chuyền bóng đi nhưng Silva vẫn lao vào phạm lỗi. Fan Manchester United vô cùng tức giận với pha vào bóng thô bạo của Silva. Một người nói, hoàn toàn không cần thiết và cũng không có gì đáng tự hào khi Garnacho chỉ bằng một nửa tuổi của Silva. Một người khác nói thêm, một người đàn ông 30 tuổi cố làm hại một đứa trẻ, hành vi đáng xấu hổ. Một người hâm mộ nữa nói rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha thật may mắn khi vẫn ở lại trên sân thi đấu. Mặc dù ghi bàn gỡ hòa nhưng Bernardo Silva đã đá hỏng trong loạt sút luân lưu đầu tiên sau khi cú sút của anh bị thủ môn Andre Onana cản phá. Đây là lần thứ hai Silva đá hỏng phạt đền chỉ trong vài tháng qua. Trước đó anh cũng sút hỏng trong trận Man City thua Real Madrid ở Champions League mùa trước. Tuy nhiên, sau đó Jadon Sancho và Jonny Evans của Manchester United lại sút luân lưu không thành công. Man City đánh bại Manchester United 7-6 trong loạt luân lưu để giành siêu cúp Anh 2024. Cựu danh thủ của Man City Andy Morrison đã ca ngợi tác động của Bernardo Silva đến đội bóng. "Bernardo Silva có thể không cao, nhưng tôi yêu từng inch của anh ấy. Không chỉ bóng đá, mà tính cách của các cầu thủ tạo nên nhà vô địch. Chúng tôi có tính cách này trong toàn đội và Bernardo Silva là bản tóm tắt về điều đó." Bernardo Silva đã vào sân và điều đầu tiên anh ấy làm là anh ấy hét vào mặt các cầu thủ khiến họ tức giận. Bernardo Silva làm cho Garnacho giật mình như thể muốn nói, "Tôi không ở đây để xem anh biểu diễn. Tôi ở đây để chiến thắng." Tất nhiên, sau đó anh ấy đã ghi bàn gỡ hòa muộn. Tính cách là thứ tạo ra nhà vô địch, không chỉ trong bóng đá. Chúng tôi rất may mắn khi có thể nêu tên từng cầu thủ có phẩm chất của nhà vô địch, nhưng Bernardo Silva thực sự tóm tắt được điều đó.